Xin chào tất cả bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ thảo luận một số những nguyên tắc mà mình đưa ra cho các bạn khi mà các bạn muốn hỏi bài mình. Và ở đây là chủ yếu là cái vấn đề hỏi bài trên Facebook. Tuy nhiên thì cái vấn đề hỏi bài ở trên YouTube thì các bạn không cần áp dụng những cái nguyên tắc này đâu. Ok, lưu ý nha. Đây là áp dụng cho các bạn muốn hỏi bài mình trên Facebook. Một số những nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên của mình đó là mình sẽ không giải bài hộ, cho nên là khi các bạn có một cái bài tập nào đó mà muốn mình giải hộ mình sẽ không giải đâu. Ok. Thứ hai đó là mình không học hộ thi hộ, cho nên là nếu như các bạn muốn có nhu cầu học hộ thi hộ thì vui lòng là không liên hệ với mình, bởi vì mình sẽ không trả lời và mình sẽ không nhận lời. Cái thứ ba đó là mình không giải bài hộ và mình chỉ hướng dẫn và gợi ý. Những cái bài tập đó thì các bạn sẽ được hướng dẫn, gợi ý để các bạn tự làm, và mình sẽ chỉ gọi là cốt hộ một phần nào đó trong cái trường hợp các bạn bế tắc quá. Ok, và còn lại là các bạn phải tự mình thực hiện hết. Đây là ba cái nguyên tắc cứng của mình, và sau đây chính là một số những cái nội dung cơ bản và quan trọng đối với các bạn muốn hỏi bài mình. Vậy thì làm thế nào để hỏi bài mà được mình trả lời? Thì các bạn hãy theo những cái nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc đầu tiên đó là nếu như các bạn muốn hỏi bài mình thì inbox trước 23 giờ và không hỏi bài sau 23 giờ. Ok, vì bất kỳ lý do gì. Mình không thích những cái bạn hỏi bài sau 23 giờ. Bởi vì những cái thời gian sau 23 giờ ấy là mình dành cho sinh hoạt cá nhân và mình sẽ không trả lời các bạn vào sau 23 giờ. Hết sức lưu ý điều này. Thứ hai đó là các bạn hãy vui lòng Google trước khi hỏi, bởi vì những cái câu hỏi các bạn đặt ra cho mình ấy thì nhiều khi là nếu như các bạn đã Google thì người ta cũng đã có những cái hướng dẫn rất là tỉ mỉ, chi tiết, có hết ở trên Google rồi. Cho nên là những cái vấn đề các bạn hỏi mình ấy thì chỉ là những cái vấn đề các bạn không tìm thấy ở trên Google. Như vậy thì tiết kiệm thời gian cả cho các bạn và cho mình. Ok. Thứ ba ở đây đó là các bạn hãy nêu rõ cái vấn đề khi mà các bạn hỏi mình. Bởi vì khi các bạn biết rõ là vấn đề các bạn muốn làm gì, các bạn muốn mắc ở đâu, ok, và các bạn chưa giải quyết được cái vấn đề là tại vì sao, thì lúc đó thì mình sẽ chỉ ra cái chỗ khó cho các bạn rất là nhanh và cũng tiết kiệm được thời gian. Mình không phải là mò từ đầu xem là các bạn sai ở đâu, các bạn gặp vấn đề gì. Đấy, hết sức lưu ý nha, phải nêu rõ cái vấn đề các bạn cần hỏi khi mà hỏi bài. Và nếu như các bạn không tuân thủ, tức là các bạn không nêu rõ vấn đề mà ném cốt cho mình bảo mình sửa, trong khi chả biết là các bạn muốn làm gì, lỗi ở đâu, thì mình sẽ không trả lời đâu. Tiếp theo đó là mình sẽ không trả lời các bài cốt xấu. Hết sức lưu ý nha, cốt xấu tức là cốt các bạn không có căn lề, không có táp, không có ấy các thứ. Ok, ví dụ một cái cốt có thể chấp nhận được đó là trong cái khối của vòng pho thì các cốt ít nhất phải táp vào một táp so với cái lề của cái lệnh pho. Ok, rồi tiếp theo này, chỉ chia sẻ và hướng dẫn, không dạy. Tức là cái quan điểm của mình khi mà làm YouTube ấy, tức là mình chỉ chia sẻ và hướng dẫn những cái nội dung mà mình đã biết với cái mong muốn là giúp nhau cùng phát triển, chứ mình không có dạy các bạn đâu nha. Các bạn học ở trường, ở lớp, ở trung tâm thì đấy là các bạn được người ta dạy, chứ còn ở đây thì mình đơn giản chỉ là người hướng dẫn. Hết sức lưu ý điều đó. Thứ sáu đó là đây là những cái kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm của cá nhân mình, cho nên là không phải là lúc nào mình cũng đúng. Có thể là mình sai hoặc là mình làm chỗ nào đó chưa chính xác, cho nên là rất hy vọng các bạn nếu như tìm thấy chỗ nào mà sai chưa chính xác hay là chỗ nào nó chưa ổn thì hãy comment và chỉ ra cái chỗ mà mình chưa được đó ở phía dưới của cái bài mà mình gặp lỗi, để mình có thể biết và lần sau mình sẽ chỉnh sửa, update lại, cũng như là xây dựng các bài về sau nó hoàn thiện hơn. Ok, như vậy thì mình vừa với cùng các bạn đi xong cái nội dung đó là làm sao để hỏi bài mình và được mình trả lời một cách chính xác, nhanh gọn. Còn cái
Vấn đề đó là khi mà các bạn muốn hỏi bài trên YouTube thì các bạn cứ comment thoải mái. Khi nào mà mình có thời gian thì mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Nội dung của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.